Bào bán phở xin chào cả nhà thân thương. Các bạn ơi, hôm nay lần đầu tiên Bào bán phở có mặt ở con đường vách đá đậu phụ Hoang Thẩm Xỉm, là người đầu tiên đến. Các bạn ơi, hôm nay trời quang mây tạnh và Bào bán phở đã lên tới đây. Và chúng ta có nghe được những cái âm thanh rất là núi rừng không ạ? Đây là nhà xe và hôm nay Bào bán phở lại thấy có hai chiếc xe bên ngoài và một chiếc xe bên ngoài kia nữa. Có nghĩa rằng là bà con không có chỗ để xe á. Cái nhà cái hang đó nó không có đủ. Đây, và cái quang cảnh có cái quang cảnh ngày hôm nay. Đây là thung lũng Cao Bắc. Ôi, tiếng ve kêu, tiếng chim hót líu lo. Thích quá các bạn ơi. Quý vị ơi, Bào bán phở đã lên tới đây rồi. Ôi, đuối lắm. Một cái đống cát hôm qua các anh đã làm. Đây, đường lên khó lắm. Bữa nay đá nó to. Mình nó rất là dễ lăn, rất là nguy hiểm. Những cái hòn đá mà bọn phở cảm thấy không an toàn là phở phải lắc cho nó rớt xuống đi. Rồi mới dám bước lên cái khúc này nè. Sợ lắm. Ai, đuối như trái chuối. Ai da. Tới rồi hả? Bữa nay Bào bán phở tới trước nha. Bữa nay Bào bán phở 10 điểm nha. Bây giờ mấy giờ rồi? Chào con trai. Bây giờ mấy giờ rồi con trai? Bây giờ mấy giờ? Đây, bây giờ là 9 giờ 40 phút. Hôm nay Bào bán phở tới đầu tiên. Khen thưởng Bào bán phở đi. Coi chừng cái flycam, Bào bán phở đang tính bay flycam đi tìm mọi người chứ. Thế Bào bán phở tính bay flycam đi tìm á. Ba con đi chưa? Bố con tới chưa? Bố con đi chưa con? Trả lời cô đi. Trả lời cô đi. Bố con tới chưa? Mọi người đều đem cơm tới nè, dễ cưng chưa? Đây là cái tủ cơm của mọi người. Không phải để trên hang mà mọi người ăn ở dưới này. Cho nên hôm bữa Bào bán phở tưởng ăn trên hang, cái Bào bán phở leo lên hang xong cái mọi người đi xuống dưới ăn, cười bể bụng luôn. Muốn đi lên ăn cơm cùng với mọi người một bữa mà. À, con trai, con nhỏ thì đi xách cơm đi theo xuống bố mẹ. Dễ thương ơi là dễ thương luôn hen. Con trai leo lên đó hả? À, sao con leo lên đó chỉ cho cực vậy? Sao con không cất ở dưới? Dạ, té đó thấy chưa? Wow, bay như sóc vậy trời. Cất cơm chi mà kỹ dữ vậy? Ở dưới đây không có chỗ cất hay sao? Thương chưa? Kỹ lưỡng quá. Rồi, tôi biết chỗ rồi nha. Chút nữa tôi sẽ lấy đó, tôi ăn dụng trước luôn cho mấy người nhịn ăn luôn. Ai biểu cái tội cất kỹ mà để tôi thấy chi? Chút nữa tôi ăn lén nha, được không? Cất phần cơm của cô không con? Có phần cơm của cô không? Hả? Hai bố con mà sao có bấy nhiêu cơm vậy? Sao có một phần vậy? Hai bố con lận mẹ. Con ơi, bố xuống chưa? Chừng nào bố xuống? Bố chưa xuống hả? Chừng nào xuống ta? Thôi chắc chúng ta bay flycam đi hen. À, thêm một anh khiêng nước xuống nữa. Đó. À, ok đó, chuẩn bị bay được rồi đó. Đẹp quá ta. Phải có người trợ giúp Bào bán phở cái vụ flycam để nó bắt sóng nè. Hình ảnh đẹp quá. Ủa, thêm một người nữa hả? Anh Lý hả? Như vậy là mình như vậy là mình đem xuống là mấy canh nước rồi anh? Nãy giờ là thấy ba canh. Vậy là mỗi ngày là có ba cái canh để đem nước rồi. Ồ. Ồ. Sáng nay vừa mang về hết canh. Hả? Vừa mang canh xuống. Sáng nay hôm qua chứ, hôm qua mình mang canh xuống sẵn chứ. Hôm qua có hai cái để bắt. Hả? Hôm qua có hai cái để bắt. À, vậy là anh mới mang ba cái canh này từ trên nhà anh xuống. Đúng không? Ừ, bà con hay gọi là mang về đó, bà con hay dùng cái từ là ở tới đây đây là bà con gọi là về chứ bà con không có gọi là mang xuống mang lên đó.
nhiều cái từ bột bắn phở dùng nó không có đúng. Như vậy là còn anh Trang nữa. Đó, nước để làm mát, không phải không những làm mát máy mà còn là để giảm bụi nữa. Rồi bây giờ thì chúng ta thử đi tìm anh Trang thử các bạn ha. Bây giờ thì đây bữa nay nắng lắm. Bữa nay trời quang mây tạnh. Đó, khác hẳn hôm qua quý vị hen. Bây giờ thì chúng ta cùng đi tìm anh Trang thôi. Anh Trang ơi, anh Trang à. Anh Trang là ở Bắc Nạp, là còn anh Lý là ở Lũng Quẩy. Ở Lũng Quẩy thì xa hơn quý vị hen. Xa hơn gấp đôi luôn á. Mà bò bóng phở có cảm tử là gấp 3, là bởi vì á đường nó dốc hơn, nó khó khăn hơn nữa. Đó, chúng ta thấy rồi đó, cái con đường hôm nay đã được rộng mở mà anh thì gọi là đường cao tốc. Chúng ta đã thấy được cái con đường xa lộ, đã thấy được cái xa lộ bà con đã rộng mở ra, con khoét vách núi đá để cho nó rộng hơn một xíu. Đây, đây là cái con đường về nhà của bà con. Bây giờ chúng ta thử đi đi hen, thử đi, chúng ta thử đi tìm anh Trang coi như thế nào đây. Đây, để chúng ta quan sát được, đây cũng là cái con đường về nhà của bà con. Chúng ta đang ở độ cao 18 mét. Chúng ta thấy không? Nó độ dốc, bọng phở không hề tăng giảm độ cao. Thì nó như thế này. Để coi hình như chỗ này chúng ta quẹo. Chúng ta quẹo đúng không? Ờ đúng rồi, chúng ta quẹo ngay đây. Đây là cái con đường này. Hôm nay chúng ta sẽ đi, đó, phải tăng độ cao thôi quý vị ơi. Hồi nãy là chúng ta chốt ở chỗ 18 ha. Chúng ta phải tăng độ cao chứ không là nó vướng. Đây, đây là cái con đường về nhà của bà con. Rồi, độ cao 28 đi. Chúng ta lại tiếp tục. Chúng ta lại cũng phải tiếp tục tăng thôi. Đây là mùa này nó xanh như vậy là ngô thôi đó. Ngô cũng sắp tới mùa thu hoạch rồi. Mỗi năm bà con chỉ trồng được một vụ mùa thôi. Đây. Đó, chúng ta thấy không? Con đường nó rất là dốc. Nó chỉ dốc và dốc. Trời ơi, nó kinh khủng lắm. Chúng ta vượt qua những cái ngọn núi chúng ta thấy đó. Cái ngọn núi trùng trùng điệp điệp đó. Chúng ta thấy hùng vĩ vậy ha. Nhưng mà có ngờ đâu, chúng ta vượt qua hết đó. Bà con phải vượt qua hết để đường về nhà. Bà bóng phở cũng đã vượt qua được. À, nó báo là sóng yếu. Có thể là bà bóng phở phải đi lên đây cao một xíu. Đây. Rồi, chúng ta đã thấy được ba căn nhà ha. Bà bóng phở phải đi ra ngoài đây. Bà bóng phở trốn nắng mà không được. Nó chỉ cách chúng ta có 110 mét thôi. Nhưng mà nó đã yếu liên lạc rồi. Đó. Trong khi cái Flycam Pro 3 này, thông tin đó là nó báo là sẽ là bay xa được 10 cây số. Nhưng mà chúng ta thấy đó, nó còn tùy thuộc vào cái địa hình nữa. Và cái vị trí bà bóng phở đứng nữa. Bà bóng phở phải kiếm cái chỗ cao bà bóng phở đứng để cho nó còn liên lạc được. Tại vì sóng quá. Đây, ba căn nhà này, chúng ta không đi vô đường nhà này. Chúng ta phải đi qua đây để qua Bắc Nạp hoặc là đi Lũng Quẩy. Chúng ta phải đi cái đường này, quẹo vô cái đường nương. Ủa sai rồi, cái này nó đi qua luôn Lũng Quẩy rồi, bắt cao thung lũng Cao Bắc rồi. Xin lỗi, qua thung lũng Cao Bắc rồi. Rồi chúng ta lại đi tiếp cái này mới quẹo vô nương ngô mà thôi. Đây, chúng ta đang ở độ cao 74 mét. Đó, bà con chắc là lẽ lại lấy nước từ những cái nhà này nè ha. Nhưng mà đó có ba cái nhà đó để bà con lấy nước hay sao á. Chúng ta vẫn chưa thấy anh Trang ha. Đây, đây là cái con đường mòn mà chúng ta đi vô đây. Chắc để bà con phải zoom một xíu đi để chúng ta quan sát nó rõ hơn. Rồi, zoom gấp 2 lần. Rồi, chúng ta đã thấy được cái nương ngô rồi đó. Chúng ta chỉ cần đi theo thôi, đi theo cái đường mòn. Không biết là có quẹo chỗ này không nhỉ? Có, chắc là có quẹo nè. Chắc là có quẹo cái chỗ quẹo trái đây nè. Mà ông vợ thấy có vẻ là chúng ta đang ở độ cao 123 mét rồi. Chắc có thể là quẹo đây. Đây, đúng không ta? Đúng không nhỉ?
đúng không nhỉ? Hay là bóng phở sai rồi? Không, hình như là sai rồi. Hình như là, ủa, hay là đây, hay nó chính là con đường này. Đó, rồi. Có thể bà bán phở đã sai rồi. Ê, như vậy là đi thẳng đây luôn, đi đây. Đây, đi thẳng đây luôn mới đúng quý vị ơi. Đây là cái căn nhà. Thẳng đây luôn. Đây là cái căn nhà mà bà bán phở đã từng đi ngang rồi đây nè. Đó. Chúng ta đang ở độ cao 123 m. Đây, vẫn chưa thấy anh Trang hả? Cũng có thể xa quá chúng ta không thấy không à? Ghê quá. Đó, đường về nhà của bà con. À, rồi, thấy rồi. Thấy cái đường nữa rồi, chứ không phải là thấy rồi. Đây, đó, bắt đầu leo leo leo. Chúng ta thấy không? Leo 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 và leo. Thật chỉ có leo 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 đó, bây giờ đó, cái độ cao như vậy mà bây giờ nó cũng muốn, nãy giờ chúng ta vẫn giữ nguyên độ cao thì bây giờ nó muốn sát mặt đường rồi nè đó. Nhưng mà bọn phở đang zoom cho nên là không sao, chúng ta vẫn ổn thôi. Rồi bây giờ để chúng ta quan sát toàn cảnh một xíu coi. Sao rừng núi không vậy nè trời, vậy là còn lên dốc nữa đây, phía trước đây nè. Tí má ơi, đó, đã thấy được một căn nhà, đó, đã thấy được một cái căn nhà phía trước. Này chúng ta đi tắt luôn nè, không đi theo đường mòn nữa, mà bọn phải đi tắt luôn nè. Tại vì bọn phải đã thấy được một cái con đường mòn phía trước rồi. Đây, đây, à, đây, đây, bắt đầu đường nhựa đi lũng quẩy. Đường nhựa đi lũng quẩy đã bắt đầu từ đây. Chúng ta tăng độ cao một xíu, và ngay đây quý vị ơi, ngay đây là cái ngã ba. Ngã ba để chúng ta đi về Bắc Nạp hoặc là Lũng Quẩy là đây nó có ngã ba này. Cái đường mòn đâu rồi ta? Cái đường mòn đi xuyên ruộng nương á, thì chúng ta sẽ đi, chúng ta sẽ có một cái đường đó và chúng ta sẽ đi ngang cái nhà này. Đây, chúng ta sẽ đi ngang cái nhà này. Cái nhà này bữa nay bà bán phở biết rồi, nó chính là cái lán của nhà anh Trang ở Lũng Quẩy. Chúng ta bay cao lên một xíu, chúng ta sẽ thấy được cái con đường mòn đó, cái con đường mòn xuyên nương rẫy đi lên hướng Bát Nạp đó. Và bên trái, bên trái là con đường đi Lũng Quẩy. Các bạn thấy dốc nó đứng kinh khủng chưa, thấy có đáng sợ không? Đó, đường lên Lũng Quẩy là chỉ dốc 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 và dốc, không một khúc nào xuống từ cái đoạn đường này. Và nhiều đoạn đường bà con chưa có làm xong cho nên đá học không à. Nó y chang như ngoài đây vậy đó quý vị. Nó y chang ngoài đây vậy đó. Đó, chúng ta đã thấy cái căn nhà chưa? Đó. Mà hồi trước bà bán phở đi đã gặp vợ con của anh Lý mà bà bán phở không biết. Đây, cái căn nhà bên tay phải. Và đây, đây là cái con đường. Con đường bê tông được một khúc duy nhất đã làm thành. Và khúc này các anh đã đang để máy đây và các anh cứ vác máy xuống từ khúc này đó. Và nó cao lắm chỗ này đó, các bạn thấy không, nó lên dốc kinh khủng khiếp vậy đó. Bây giờ chúng ta tăng độ cao lên luôn 500 m đi, để cho chúng ta hết maximum luôn đây, để chúng ta thấy được phần nào con đường đi về Lũng Quẩy. Nó xuyên qua núi đây nữa, nó kinh khủng khiếp lắm. Nhưng mà máy bay này nó độ cao 500 m, nó không thấy được hết quý vị ơi. Bây giờ chúng ta đã gần kịch khung rồi mà không qua được cái dãy núi này rồi. Rồi. Đó. Maximum flight altitude reached. Đó. Thôi, bây giờ thì chúng ta không thể nào mà thấy hết được. Đó, một phần đường bê tông thôi. Và cái đường bê tông nó cứ dựng đứng lên. Nếu chúng ta có điều kiện tiếp tục được tài trợ thì chúng ta sẽ hoàn tất được cái con đường về nhà cho bà con ở Lũng Quẩy và Bắc Nạp luôn quý vị ha. Đây là cái con đường mà nhà nước và nhân dân cùng nhà tài trợ cùng làm. Đó, ở đây chúng ta sẽ thấy lại cái góc nhìn của chúng ta về cái con đường và con đường
từ hướng sân trường qua. Đó, quý vị thấy chưa? Một toàn cảnh rất là đẹp. Bên tay phải, mà bọn Phở hay nói ba căn nhà mà thực ra là bốn căn. Và bên đây là thung lũng Xuân Trường, giữa trùng trùng điệp điệp của núi bao quanh. Chúng ta ở cái độ cao này, chúng ta thấy rất là rõ Xuân Trường là một cái thung lũng, nó bao quanh những cái dãy núi trùng trùng điệp điệp như thế nào. Hùng vĩ ghê quý vị ha. Đó. Những ngọn núi này tính ra là chúng ta cũng vượt qua hết. Chúng ta cũng vượt đó. Và bên đây nữa nè, nó cũng có một cái bản làng. Nó cũng có một cái bản làng nữa. Ủa không, đây là chính là cái đường Lũng Quẩy. Đây, rồi. Bây giờ thì tạm biệt Lũng Quẩy, tạm biệt căn nhà láng, căn láng của anh Lý. À, để bữa nào bà Bóng Phở hỏi tên của con trai anh Lý để bà Bóng Phở gọi cho đúng tên với dì hen. Chứ con trai cũng hay xuất hiện mà, chắc có lẽ là mọi người cũng có quan tâm. Đó, toàn vẹn một thung lũng. Đây, hướng này là hướng đi về Bắc Bó. Mà trong video trước chúng ta đã bên tay phải là đi vô cái bản làng và điểm trường, chúng ta đã khám phá rồi ha. Như vậy cho chúng ta thấy rằng là đường lên Lũng Quẩy nó rất là sát một bên so với lại là đường Xuân Trường ha. Nhưng mà chúng ta phải đi đường leo núi như vậy đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng tiến về con đường. Chúng ta cùng tiến về cái con đường vách đá đậu phụ hang Thẩm Xỉm. Lúc này cho chúng ta thấy nguyên vẹn một cái cung đường đi từ hướng Xuân Trường ha. Và Bóng Phở xin nhắc lại là Xuân Trường thì chính là cái thung lũng mà khi chúng ta vượt qua đèo 14 tầng Khâu Cốc Trà, 15 tầng Khâu Cốc Trà thì chúng ta sẽ gặp ngay chúng ta thấy một cái view cái cánh đồng này, và chúng ta sẽ xuống đèo và chúng ta sẽ đi dọc theo. Thì từ Xuân Trường này chúng ta đó một cái đoạn đường, chúng ta đi tới cái đèo Cao Bắc này là chúng ta sẽ tới cái con đường vách đá đậu phụ hang Thẩm Xỉm. Đây là cái con đường vách đá đậu phụ hang Thẩm Xỉm đây. Đó, đây là cái cung đường toàn bộ nguyên vẹn cái con đường như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta hạ độ cao để chúng ta quan sát cái con đường của chúng ta. Là chúng ta tranh thủ quan sát được cái con đường của chúng ta nó bên cạnh cái Xuân Trường như thế nào ha. Đó, đây là thung lũng Xuân Trường. Và cái con đường của chúng ta đang làm vách đá đậu phụ hang Thẩm Xỉm là nó ngay bên cạnh luôn. Nó là cái mặt bên này của cái dãy núi. Dễ hiểu quý vị hen. Và nó cũng chính là một cái điểm mà bà Bóng Phở tin rằng nó sẽ là cái điểm du lịch check-in của du khách sau này. Bởi vì nó có quá là nhiều điểm độc đáo. Thứ nhất là vị trí thuận lợi. Thứ hai là quá đẹp. Nó có cái view quá đẹp. Thứ ba là nó có một cái hang nữa. Có cái hang, mà cái hang này là cái hang thuốc nổ nữa chứ. Mà hang này là có tầng, rất là đẹp luôn. Có hai tầng, một tầng dưới tầng trên nữa. Mà cây cối ở trong hang còn khá nguyên vẹn. Cây nó mọc trên vách núi, quá tuyệt vời. Đây, chúng ta đã thấy rồi đó. À, bữa nay chúng ta đã thấy nó có một cái tầng trên nha quý vị. Chúng ta đã thấy nó có hai tầng không ạ? Chúng ta có thấy cái đường của chúng ta có hai tầng không? Cái tầng dưới chúng ta đang làm ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến lên cái tầng trên để chúng ta xem tại sao lại có một cái tầng trên và một tầng dưới như vậy. Mới trời nắng bây giờ ông trời đã chuyển âm u nữa rồi quý vị ơi. Đây, có một cái tầng trên. Tại sao lại có một cái tầng trên như thế này? Bà Bóng Phở chưa có bao giờ đi lên cái tầng trên này. Không lẽ chút nữa chúng ta đi thử luôn ta. Đây là cái ngọn núi của nó đây. Chúng ta đang ở độ cao 119m. Đó, đây là ngọn núi của nó. Đó, ông trời chuyển qua âm u rồi.
Bây giờ thì để chúng ta nhìn để coi bà con có trồng ngô không. Ồ, có luôn hay sao á? Đúng rồi, nương ngô luôn ạ. À, có thể là cái đường này bà con đi làm nương không? Có thể. Hay là cái đường này trước đây bà con đi bằng cái đường này, nếu mà ngô không thì tại sao có cái con đường mòn như thế này? Chúng ta chờ một xíu thôi, chúng ta sẽ hỏi anh Trang, anh Lý, hỏi bà con ở đây để chúng ta có cái câu trả lời quý vị ha. Bà bó vỏ đang hạ thấp độ cao xuống, còn dưới 100 mét. Đây, cũng là con đường mòn, khá là giống ở dưới, cũng là đường đá đó nha, không phải đường mòn nữa, mà đường có đá lởm chởm. Như vậy là sao nhỉ? Rồi, chúng ta quan sát một xíu đi. Còn nó đi tới đâu? Nó đi tới đâu nhỉ? Ồ, bữa nay gió mạnh quá. Chuẩn bị chiều mưa nên gió rất là mạnh. Chúng ta nghe. Đây, ủa, tới đây là nó ngưng hả ta? Thôi thì chúng ta sẽ khám phá trong một dịp khác đi quý vị ha. Bắt giùm đi. Bây giờ thì chúng ta dừng quay thôi các bạn ơi. Bắt máy bay giùm nha. Bắt giùm đi. Rồi bắt giùm nha. Bắt đi. Bắt máy bay giùm đi. Ai bắt giùm đi. Bắt máy bay giùm đi. Anh Lý, bắt máy bay giùm đi. Landing. Giỏi quá. Cuối cùng thì ở đây đã bắt giùm được rồi. Dễ thương chưa? Con trai sẽ đem máy bay lên cho bà bán phở này. Cưng lắm. Con trai đi như siêu nhân vậy đó. Giỏi lắm. Cô cảm ơn con nhiều nha. Con thay cái pin giùm cô luôn đi. Con thay giúp cô cái pin luôn đi. Đây nè, cái mình thay vậy nè con. Đây nè, cái con tắt cái này nè. Con để cái này con ấn hai lần. Một lần nhẹ, một lần liền, ấn giữ luôn. Đó, con thử làm thôi coi. Rồi nó tắt rồi, cái con bóp cái này con lấy ra. Con bóp cái này nè, con lấy ra. Đúng rồi. Bóp mạnh vô. Lấy ra, rút ra. Bóp cái này nè, đúng cái này thôi. Đúng rồi, đó, nó kêu cái cục, đúng rồi. Rồi con rút ra, đúng rồi, giỏi quá. Xong cái con gắn cái này vô. Con đổi đi. Đó, con gắn vô. Chừng nào nó kêu cái cục là được. Ấn vô cho nó mạnh luôn con. Con ấn chỗ nó dính giữa nè. Không, con ấn chỗ này nè. Cho nó mạnh vô luôn. Con ấn chỗ này nè. Con đừng có bóp nữa. Con ấn đây nè. Đè mạnh vô. Đây nè, đây nè. Đây nè, chỗ này nè. Đúng rồi. Bụp, mạnh lên. Cố lên. Cố lên, mạnh lên con. Đúng rồi. Nó kêu cái cục vậy là được rồi đó. Rồi xong con khởi động cũng y chang như con tắt vậy đó. Con ấn nhẹ một cái. Xong cái con ấn liền một cái và con giữ. Con ấn thử xem. Ấn thêm cái thứ hai ngay tức khắc luôn. Lại. Con ấn nhanh luôn. Nè, thả ra vậy nè. Một lần nhẹ, xong ấn lại liền và giữ. Rồi, bắt đầu. Ấn một lần nhẹ, ấn liền một lần nữa. Đúng rồi, và giữ. Lần thứ hai con giữ 10 giây. Rồi lại. Một lần đầu. Lần thứ hai liền. Giữ luôn, chỉ nó khởi động thôi. Wow, thành công rồi. Dễ không con? Quá dễ con ha. Con dám cầm không? Con cầm cho cô cất cánh được không? Con sợ không? Con phải để ý nè, cái chỗ này nè, nó chém á, nó chém á, nó quay á, nó sẽ chém vô cái mặt của mình sẽ bị đứt á, bị đứt da. Con tên gì vậy? Con tên gì? Con có đi học mà, con nói tên con đi. Con tên gì? Nói đi, cô cảm ơn. Con tên gì?
Con... Cái gì con? À, tổ hả? Phải không con? Ừ, con nói rõ một xíu giúp cô được không? Phùng An Tổ hả? Chuẩn hả? Đúng không con? Phùng An Chuẩn hả? Vậy là cô gọi con là tên Chuẩn được phải không? Chuẩn ơi là con hiểu đúng không? Ừ, cô cảm ơn con nha. Bây giờ con dám không? Con dám cầm vậy không? Con dám đưa cái tay ra xa vậy không? Cái cô khởi động cái máy bay một cái nó bay được không? Dám không? Dám không? Không dám cũng không sao con. Nhưng giống như mấy anh mấy chú làm á, con dám không? Con dám cầm vậy không? Không ha. Ừ, thôi để mấy anh mấy chú lớn rồi làm ha. Chứ lỡ này con sợ một cái. Không sao, con còn nhỏ mà. Cảm ơn con nhiều ha. Anh Lý ơi, ở trên đây nó có một cái, tầng trên nó có một cái con đường nữa là sao vậy? Ừ. Có một con đường là năm 2019 á. Và là qua trên đấy. À, vậy hả? Qua trên đấy nhưng mà có 2-3 hộ thôn trưởng nó không cho qua. À, đất của người ta. Mà sao tại sao phải làm đường trên cao ghê vậy? Nhưng mà lúc trước là xem đây cũng là khó. Đi đường nào cũng là khó. À, lúc trước có à, lúc trước cái đường ở trên kia dưới đây nó cũng nhỏ như trên kia thôi. Nhỏ hơn. Nó cũng là đường mòn thôi. Đường mòn đây đây là chỉ là lúc có chỉ 20 phân 30 phân đi bộ được thôi. Ủa là lúc năm 2019 là cách đây 3 năm. Gần 3 năm là mọi người quyết định, bà con quyết định là làm cái con đường để đi. Mua cái bộ máy khoan về làm cái đường này. Ừ. Nhưng mà sao quyết định lại là chọn ở trên đó, đường trên cao đó. Lúc trước là xem cái đoạn đường trên kia thì nhìn nó dễ hơn. Nhìn nó dễ hơn là sao? Mình đi nó không dốc à, không dốc hơn cái này. À, cái độ dốc của nó ít hơn. Nhưng mà làm sao đi xuống được à? Nó càng trên cao thì lúc mà đi xuống càng khó hơn anh ạ. À. Lúc kia thì qua bên kia. Qua đường qua về bên kia không qua đây đâu mà. À. À, vậy hả? Nó qua cái dãy, qua cái núi là xuống với cái cánh đồng Xuân Trường luôn. À, có phải là xuống cái chỗ mà bà con hay dẫn ngựa bò xuống cày bừa không? Phải xuống cái chỗ đường đi lũng quẩy không? À, nó đó hả? Ồ, thì ra là thế. Các bạn ơi, sau khi tìm hiểu thì bọn bóng phỏ biết rằng là cái con đường này đã được khởi công phá tuyến vào năm 2020, rồi sau đó cũng được đổ bê tông cái đoạn đường mà nối dài từ cái đèo Cao Bắc, bắt đầu từ cái đèo Cao Bắc lên tới đây nè. Và đến năm 2021, có nghĩa là năm ngoái đó, là mới năm ngoái thôi, là cái đoạn chỗ này nè, chính cái đoạn trên cái chỗ mà chúng ta đang làm đây nè, đã được khoan và nổ mình. Đó, người ta nổ mình, nhà nước đã cho nổ mình thì nó mới được. À, cái đoạn đường nó mới hạ thấp được cái độ cao như ngày hôm nay mà chúng ta mới đang thi công dễ dàng như vậy. Trợ lý của bò bóng phở nè, em Chuẩn, Phùng A Chuẩn là trợ lý của bò bóng phở. Em đi lên lấy flycam xuống đây cho bò bóng phở nè. Thương lắm, đem flycam lên xuống. Ôi, cô cảm ơn con rất là nhiều luôn á. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã hiểu tại sao lại có cái con đường tầng trên, tầng dưới rồi. À, chắc có lẽ là một ngày nào đó bà bóng phở cũng phải sẽ khám phá cái con đường đó. Cái con đường mà dự định sẽ làm thay vì cái con đường như thế này nè quý vị. Thay vì con đường này là con đường nó đi ngang cái cửa hang Thẩm Xỉm, thì con đường đó nó đi trên nóc cái cửa hang Thẩm Xỉm luôn. Hay quá hang. Bây giờ thì bò bóng phở xin tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Đó là chúng ta lại tiếp tục làm đường trên núi. Bye bye cả nhà.